Mến chào Tái Ngộ, quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 18 tháng 3 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Trở lại bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Cựu Tổng thống Donald Trump cảnh báo cuộc chiến ủy nhiệm tại Ukraine có nguy cơ dẫn đến xung đột toàn cầu giữa các cường quốc hạt nhân. Mỹ và Trung Quốc tăng tốc cuộc đua ảnh hưởng ở Trung Đông. Cục Dự trữ Liên bang tạm dừng chính sách thắt chặt khi gói cho vay khẩn cấp đạt 300 tỷ đô. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết trong video đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 17 tháng 3 rằng chúng ta chưa bao giờ cận kề thế chiến 3 như lúc này. Dưới thời ông Joe Biden, một cuộc xung đột toàn cầu giữa các cường quốc hạt nhân đồng nghĩa quy mô chết chóc và tàn phá lớn chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Tổng thống Trump cho biết đó sẽ là tận thế hạt nhân và chúng ta phải tránh được cơn ác mộng này. Chúng ta cần nêu rõ mục tiêu là chấm dứt các hoạt động thù địch ngay lập tức. Tất cả các bên ngừng bắn, đây là vấn đề trọng tâm. Chúng ta cần có hòa bình không trì hoãn. Cựu Tổng thống Donald Trump hồi tháng 3 năm 2022 cũng từng nói tính cách cá nhân của ông là yếu tố giúp cho Mỹ không sa vào chiến tranh và Mỹ hiện không có ai đối thoại với Tổng thống Putin, đồng thời chỉ trích Joe Biden quá yếu kém. Ông từng nhiều lần tuyên bố có thể giải quyết chiến sự Ukraine trong vòng 24 giờ nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ, nhưng không nêu cụ thể. Chiến sự giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ hai và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giao tranh hiện vẫn diễn ra chủ yếu ở khu vực Donbass, xoay quanh thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Nếu chiếm được Bakhmut, lực lượng Nga sẽ chọc thủng một điểm quan trọng trong phòng tuyến Ukraine để tiến công xa hơn về phía Tây. Trong khi đó, phương Tây cho rằng Bakhmut rất ít có giá trị chiến lược. Thế chiến thứ ba sẽ nổ ra nếu chúng ta không hành động nhanh chóng. Tôi là ứng viên duy nhất có thể ngăn chặn điều đó. Ông Trump tuyên bố vào ngày 4 tháng 3, trước khi trở lại phòng bầu dục, tôi sẽ dừng chiến sự thảm khốc tại Ukraine. Tôi biết mình cần nói gì. Mỹ và Trung Quốc tăng tốc cuộc đua ảnh hưởng ở Trung Đông. Kính thưa quý vị, sau thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran, Saudi Arabia mới đây đã công bố hợp đồng mua bán máy bay lớn đối với Mỹ. Những thông báo này cho thấy cuộc đua ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng mở rộng và hiện nay là tại Trung Đông. Hợp đồng mua 121 máy bay giữa Saudi Arabia và Mỹ báo hiệu một sự thay đổi lớn trong quan hệ hai nước sau hơn 2 năm nguội lạnh dưới thời chính quyền của Joe Biden. Theo người phát ngôn Tòa Bạch Ốc John Kirby, cả Mỹ và Saudi Arabia đều mong muốn đảm bảo mối quan hệ đối tác chiến lược hiện nay thực sự vì lợi ích an ninh quốc gia của mỗi nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Kể từ khi Joe Biden lên nắm quyền hồi đầu năm 2021, quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia đã xấu đi do những tranh cãi liên quan đến vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi và việc OPEC Plus cắt giảm sản lượng dầu mỏ hồi năm ngoái. Tuy nhiên giờ đây thì Mỹ và Saudi Arabia đều cho thấy ý định cải thiện mối quan hệ vào thời điểm Trung Quốc đang bắt tay vào một chính sách ngoại giao Trung Đông quyết đoán hơn. Là khách hàng dầu mỏ lớn của Iran và Saudi Arabia, Trung Quốc đã và đang tăng cường ảnh hưởng chính trị trong khu vực, mà minh chứng là việc thúc đẩy thành công thỏa thuận khôi phục quan hệ đạt được mới đây giữa Iran và Saudi Arabia. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần này đã kêu gọi nước này đóng vai trò lớn hơn trong việc quản lý các vấn đề toàn cầu. Trong khi đó, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh rằng, cho dù các vấn đề phức tạp đến đâu và những thách thức gay gắt đến đâu, miễn là chúng ta tham gia đối thoại bình đẳng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, chúng ta nhất định sẽ tìm ra giải pháp được cả hai bên chấp thuận. Trung Đông thuộc về người dân trong khu vực và tương lai của khu vực trên nằm trong tay của người dân tất cả các nước ở Trung Đông. Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết, nước này hiện không đặc biệt lo ngại về việc Saudi Arabia chuyển hướng sang Trung Quốc và cho rằng Saudi Arabia có thể sẽ phải mất ít nhất là một thập kỷ để chuyển từ các hệ thống vũ khí của Mỹ sang các hệ thống định hướng của Nga hoặc Trung Quốc. Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy không ít những làn sóng ngầm trong mối quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia và điều này có thể tạo cơ hội cho những người chơi mới. Cục Dự trữ Liên bang tạm dừng chính sách thắt chặt khi gói cho vay khẩn cấp đạt 300 tỷ đô. Quý vị thân mến, theo dữ liệu mới cho thấy, bảng cân đối của Cục Dự trữ Liên bang Fed đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022, khi mà Ngân hàng Trung ương cố gắng ngăn chặn sự lây lan của cuộc khủng hoảng ngân hàng.
Bản cân đối kế toán của Fed trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 3 đã tăng 297 tỷ đô, đạt mức cao nhất trong 5 tháng là 8.639 ngàn tỷ đô. Kể từ khi đạt mức cao nhất là 8.965 tỷ đô hồi tháng 4 năm 2022, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã giảm dần bản cân đối kế toán trong 10 tháng qua bằng cách mua lại số chứng khoán trị giá 95 tỷ đô mỗi tháng. Trong đại dịch COVID-19, Fed đã tích lũy được khoảng 4,6 ngàn tỷ đô công khố phiếu, chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp và trái phiếu doanh nghiệp, tăng đáng kể danh mục đầu tư công khố phiếu của mình lên gần 9 ngàn tỷ đô. Tuy nhiên, nỗ lực thắt chặt mới nhất của Fed đã làm giảm vai trò là nhà cung cấp thanh khoản cho hệ thống tài chính, đặc biệt là khi tăng trưởng cung tiền giảm trong 2 tháng liên tiếp vào tháng 1 âm 1,05% và tháng 2 âm 1,73%. Việc Fed mua hoặc là bán công khố phiếu có thể tác động đến lượng tiền trong lưu thông. Fed càng mua nhiều, cung tiền càng tăng, dẫn đến lạm phát. Nhưng trong khi một số người cho rằng đây là một hình thức nới lỏng định lượng trong thời kỳ khủng hoảng, thì những người khác cho rằng việc mở rộng bản cân đối kế toán mới nhất là kết quả của việc các ngân hàng vay các khoản vay ngắn hạn. Số liệu trong bản cân đối kế toán của Fed thấy rõ rằng các tổ chức tài chính đã vay một khoản kỷ lục 152,9 tỷ đô từ cửa sổ chiết khấu của Ngân hàng Trung ương. Đây là cách họ cho các ngân hàng thành viên của mình vay tiền. Các ngân hàng sẽ vay các khoản vay qua đêm để bảo đảm rằng họ có thể đáp ứng các yêu cầu dữ liệu vào cuối ngày làm việc. Ngoài ra, thì các ngân hàng đã vay gần 12 tỷ đô từ chương trình tài trợ có kỳ hạn ngân hàng BTFP mới ra mắt gần đây. Cơ chế này được thiết lập sau sự cố ngân hàng vào tuần trước và cung cấp tính thanh khoản cho các tổ chức tài chính đảm bảo các khoản vay bằng tài sản thế chấp chất lượng cao, bao gồm công khố phiếu và chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp. Họ sẽ phải trả lại cho các khoản vay này. Fed đã cho các ngân hàng tiếp quản tạm thời mới vay gần 143 tỷ đô. Signature Brisbane, NA và Silicon Valley Brisbane, NA mà tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC đã ra mắt sau đó. Trong khi đó, thì Fed tiếp tục bán công khố phiếu và chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp lần lượt khoảng 7 tỷ đô và 2 tỷ đô. Ông Andy Costin, giám đốc của công ty nghiên cứu kinh tế vĩ mô Dampest Sabrin Advisor, đăng trên Twitter rằng sự gia tăng trong bản cân đối kế toán của Fed là sự phản ánh tạm thời về tình trạng người gửi rút tiền hàng loạt tại các ngân hàng yếu kém khác nhau. Thứ nhất, FDIC sẽ đưa ra một kế hoạch trong vòng 2 tuần tới để đảm bảo nhiều khoản tiền gửi hơn. Tiền đó sẽ làm chậm quá trình rút tiền. Thứ hai, tiền gửi đang luân chuyển và điều đó gây ra căng thẳng. Nhưng ông Peter Strip, nhà kinh tế trưởng và chiến lược gia toàn cầu tại Euro Pacific Capital, không đồng ý, viết rằng Fed sẽ in tiền từ không khí để cho các ngân hàng vay. Ngay cả khi giải pháp này chỉ là tạm thời, các khoản vay đó sẽ làm tăng cung tiền. Đó là định nghĩa của lạm phát. Và nhìn vào bức tranh tổng thể, gói cứu trợ này có thể đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc chiến chống lạm phát của Fed. Các chiến lược gia của Citi khẳng định rằng cơ sở BTFP mới là QE nới lỏng định lượng với tên gọi khác vì tài sản sẽ nhảy vọt trên bản cân đối kế toán và tăng cường dự trữ. Sự không chắc chắn xung quanh lộ trình của Fed. Các nhà kinh tế cho biết thử nghiệm thực sự của chiến dịch thắt chặt chống lạm phát sẽ diễn ra vào tuần tới khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC triệu tập cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày. Các nhà kinh tế của Goldman Sachs gần đây đã thay đổi kỳ vọng của họ đối với cuộc họp quan trọng này và hiện dự đoán của họ dừng tăng lãi suất. Các dự báo của ngân hàng cho các cuộc họp sắp tới khác không thay đổi và đang đưa ra mức lãi suất cho vay chuẩn cao nhất từ 5,25% đến 5,5%. Không có sự không chắc chắn gia tăng xung quanh lộ trình của Fed từ đây. Theo CME Fedwatchers, thị trường chủ yếu đang dự đoán tăng 1/4 điểm. Điều này sẽ đưa phạm vi lãi suất mục tiêu lên 4,5% và 4,75%. Bà Candice Ranieri, giám đốc danh mục đầu tư kiêm phó chủ tịch của Gabelli Fund, cho biết chủ tịch Jerome Powell và các thành viên khác của Ủy ban ấn định lãi suất sẽ có hai lựa chọn chính khi chọn cách quản lý các ngân hàng phá sản và duy trì cuộc chiến chống lạm phát. Họ có thể duy trì lộ trình bằng cách tập trung vào ổn định giá cả, tiếp tục tăng lãi suất bất chấp rủi ro, rằng điều này có thể gây thêm căng thẳng cho ngành ngân hàng, hoặc họ có thể giữ nguyên hiện tại để hệ thống tài chính có thời gian ổn định, ngay cả khi điều đó có nguy cơ giữ lạm phát cao.
bà Ranieri cho biết trong một lưu ý. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng suy thoái thì vẫn chưa rõ ràng. Nhưng chúng tôi biết rằng với sự sụp đổ của các ngân hàng sẽ dẫn đến sự thu hẹp tín dụng. Bà Nancy Taylor, giám đốc điều hành và là CIO của Lapper Taylor Investment lưu ý. Nếu lịch sử là một chỉ dẫn thì chúng ta đã thấy các ngân hàng thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay và bây giờ họ có thể sẽ từ bỏ việc cung cấp tín dụng hơn nữa. Bà biết, điều đó sẽ làm chậm quá trình tuyển dụng của các doanh nghiệp nhỏ vốn đang thực hiện rất nhiều việc tuyển dụng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.